thì còn ngủ nữa. Đi xuống dọn kho kìa. Nhanh lên. Ba, ba ơi. Ba. Ba. Con bán nhà nha. Ê, lộn. Con bán mấy cái đồ cũ trong nhà kho mình nha. Nha. Cũng làm gì làm. Trời ơi, cái chị ca sĩ đó ca hay quá mày. Mà còn dễ thương nữa chứ. Ước gì tao được như chị đó. Thôi đi má, má nhìn lại nhan sắc của má đi kìa. Đi gớm mà mày đặt mơ ước. Kệ tao mày ạ. Coi đi. Hả? Alo, cho em hỏi anh có máy TV đúng không ạ?